Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ với Ukrinform ngày 6 tháng 9, phát ngôn viên Cục Tình báo Quân đội Ukraine, ông Andriy Zhushov, cho biết cơ quan này không hoàn toàn chắc chắn rằng lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đã chết trong vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Tver của Nga vào ngày 23 tháng 8. Ông nói, hiện tại chúng tôi có thể khẳng định 100% về cái chết của ông Dmitry Ustkin, đồng sáng lập Wagner, và một số hành khách khác. Tuy nhiên, đối với Prigozhin, chưa phải tất cả các nghi vấn đều đã được giải mã. Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết và chỉ cho biết cần đợi thêm một khoảng thời gian tương đối lâu nữa để xác nhận đâu là sự thật. Trước đó, ngày 27 tháng 8, Ủy ban điều tra Nga xác nhận ông Prigozhin đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Theo kết quả xét nghiệm di truyền, danh tính của cả 10 nạn nhân đã được xác định. Họ tương ứng với danh sách ghi trong tờ thông tin chuyến bay. Cơ quan hàng không Nga đã công bố tên của tất cả 10 người trên chiếc máy bay tư nhân bị rơi ở vùng Tver, phía tây bắc Moscow. Họ bao gồm ông Prigozhin và ông Dmitry Ustkin, người đã giúp ông Prigozhin thành lập tập đoàn lính tư nhân Wagner. Vụ tai nạn xảy ra 2 tháng sau ngày ông Prigozhin lãnh đạo một cuộc binh biến thất bại chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng mô tả cuộc binh biến đó là một cú đâm sau lưng nguy hiểm, nhưng sau đó đã gặp ông Prigozhin ở Điện Kremlin. Và sau vụ tai nạn ngày 24 tháng 8, ông Putin cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của những người mà cơ quan hàng không cho biết đã chết trong vụ tai nạn. Trả lời báo chí hôm 26 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả vụ việc là bi kịch, đồng thời gọi những cáo buộc về việc Moscow đứng sau vụ tai nạn này là hoàn toàn dối trá. Các quan chức Nga cũng đã mở một cuộc điều tra về nghi vấn vi phạm giao thông hàng không sau vụ rơi máy bay, nhưng không tiết lộ chi tiết về nguyên nhân có khả năng gây ra vụ tai nạn. Trước đó cũng có một thuyết âm mưu được dấy lên. Người ta thông báo rằng có một hành khách tên là Yevgeny Prigozhin ở trên máy bay. Nhưng nhiều cá nhân đã đổi tên thành Yevgeny Prigozhin trong nỗ lực che giấu di chuyển của Yevgeny Prigozhin thật. Ngay cả quan chức Điện Kremlin cũng nghi ngờ liệu cái chết của ông trùm Wagner có thật sự chính xác. Phát biểu trước Ủy ban châu Âu, ông Zelensky nói, Ukraine kiên quyết phản đối bất kỳ hạn chế nào nữa đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của chúng tôi. Theo Tổng thống Zelensky, Kiev bình tĩnh trước thực tế, ngũ cốc Ukraine trở thành nguồn thu nhập tốt cho nhiều quốc gia châu Âu chế biến nó và kiếm tiền từ hậu cần. Ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bình tĩnh chấp nhận hành vi vi phạm những cam kết với chúng tôi, vi phạm thỏa thuận liên kết, vi phạm các điều kiện của thị trường tự do. Nếu chúng tôi phải đấu tranh cho Ukraine và nền tảng chung của châu Âu ở trọng tài quốc tế, chúng tôi sẽ đấu tranh dù không muốn điều này. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng Kiev sẽ coi việc đơn phương gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine của Bulgaria, Ba Lan, Romania, Slovakia và Hungary là vi phạm các quy tắc của thị trường chung của EU. Ngoại trưởng Kuleba nói thêm rằng Kiev sẵn sàng hợp tác với 5 thành viên EU để giải quyết vấn đề và kêu gọi họ không biến vấn đề xuất khẩu ngũ cốc thành vấn đề chính trị nội bộ của họ. Vào tháng 5 vừa qua, EU đã ủy quyền cho Bulgaria, Ba Lan, Romania, Slovakia và Hungary cấm bán lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine, trong khi cho phép quá cảnh những hàng hóa đó để xuất khẩu sang các nước khác. Các quốc gia này đã tìm cách gia hạn các lệnh cấm này do lo ngại ngũ cốc Ukraine rẻ hơn, khiến sản xuất trong nước không có lãi, gây khủng hoảng thừa sản phẩm và dấy lên những làn sóng biểu tình phản đối của nông dân địa phương một số nước như Ba Lan, Romania, Bulgaria. Lệnh cấm sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 9 tới. Lệnh cấm nhập khẩu trở nên nóng hơn khi 4 trong số 5 quốc gia có liên quan áp đặt các biện pháp đơn phương đối với nhiều loại thực phẩm của Ukraine. EU tự do hóa tất cả hàng nhập khẩu từ Ukraine trong 12 tháng đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2022 để giúp Kiev nỗ lực chống lại các lực lượng Nga. Tháng trước, họ đã đồng ý gia hạn đình chỉ thuế quan thêm một năm nữa. 5 quốc gia Đông Âu trên đã chứng kiến làn sóng nhập khẩu gia tăng quy mô lớn từ Ukraine sau động thái đình chỉ thuế quan này. Ukraine đã gặp khó khăn khi xuất khẩu qua các cảng biển đen do xung đột với Nga, khiến nước này ngày càng phụ thuộc vào các tuyến đường đi qua phía đông EU.
Vừa qua có ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương khi tìm cách xâm nhập căn cứ quân sự của Pháp ở thành phố Fayaruru của Cộng hòa Sát sau vụ một binh sĩ nước này thiệt mạng. Cụ thể, tối hôm 6 tháng 9, nhiều người dân Fayaruru đã tụ tập biểu tình và tìm cách xâm nhập vào một căn cứ quân sự của Pháp sau vụ một bác sĩ người Pháp bắn chết một binh sĩ địa phương được cho là đã tấn công bác sĩ bằng dao mổ khi đang được chăm sóc ở một căn cứ quân sự. Ngoài ra, có 15 người bị thương ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Ngay sau vụ việc, phần lớn căn cứ quân sự của Pháp đã được sơ tán bằng máy bay tới thủ đô N'Djamena của Cộng hòa Sát. Hiện quân đội Cộng hòa Sát đang phong tỏa căn cứ trên nhằm ngăn chặn người biểu tình. Trên khắp các quốc gia Sahel, từ Niger và Mali đến Burkina Faso và Sát, tình trạng tham nhũng tràn lan, nghèo đói cùng cực, thất nghiệp lan rộng, cùng với đó người dân ngày càng bất mãn với các chính phủ dân sự và đồng minh phương Tây vì nhận thức được sự bất lực của các đối tác phương Tây và các tổ chức quốc tế trong việc mang lại sự ổn định và đảm bảo an ninh trong khu vực. Ngược lại, thiện cảm và sự ủng hộ của họ với các lực lượng đảo chính ngày càng nhiều. Bên cạnh đó phải kể đến một số yếu tố nữa là tình cảm chống Pháp ngày càng tăng đã góp phần tạo ra vành đai đảo chính ở châu Phi. Năm trong số 7 nước vừa xảy ra đảo chính là cựu thuộc địa của Pháp. Ký ức về thời còn làm thuộc địa của Pháp vẫn còn tồn tại rất nhiều ở vùng Sahel. Ký ức này cùng việc Pháp gần đây không thể hiện tốt trong việc giữ gìn an ninh ở châu Phi khiến người dân Sahel ngày càng cảm giác với nhiều điều Pháp làm trong khu vực. Các lực lượng đảo chính ở nhiều nước đã lợi dụng thái độ này, cố gắng thể hiện mình như những anh hùng chống thực dân. Đây là lý do tại sao trong quần chúng hoan nghênh sự lãnh đạo của quân đội với những khẩu hiệu chống Pháp ở Mali, Burkina Faso, Chad và gần đây nhất là Niger. Theo trang tin Politico, nguyên nhân dẫn tới đảo chính ở từng nước có phần khác nhau, tuy nhiên tác động có lẽ là tương tự, có thể gây ra hiệu ứng domino dẫn đến nhiều nỗ lực đảo chính nữa chống lại những nhà cầm quyền lâu đời trong khu vực. Tình hình ở Niger và Gabon, hai quốc gia châu Phi đang có đảo chính tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Theo hãng tin AFP, ngày 6 tháng 9, lãnh đạo chính quyền quân sự Gabon, người vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, ông Brice Nguema, thông báo Tổng thống bị lật đổ Ali Gabon được tự do đi lại. Ông Nguema phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước, ông ấy có quyền tự do đi lại và có thể ra nước ngoài nếu muốn. Anadolu ngày 6 tháng 9 dẫn lời phát ngôn viên Ulrich Menfombi của Ủy ban chuyển đổi và phục hồi thể chế CTRI Gabon, cơ quan do quân đội thành lập sau cuộc đảo chính cuối tháng 8 năm 2023, khẳng định với tình trạng sức khỏe hiện nay, cựu Tổng thống Ali Bongo có thể tự do đi lại. Theo phát ngôn viên Menfombi, lãnh đạo chính quyền quân sự Gabon, tướng Brice Oligui Nguema cũng đã khẳng định rằng ông Bongo có thể đi ra nước ngoài nếu cần kiểm tra y tế. Ông Bongo, năm nay 64 tuổi, bị đột quỵ vào hồi tháng 10 năm 2018, khiến sức khỏe suy giảm, đặc biệt khó cử động chân và cánh tay phải. Ông Bongo, người đã nắm quyền tại Gabon trong 14 năm kể từ khi cha ông qua đời, bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính ngày 30 tháng 8. Ông Bongo chưa bình luận gì về quyết định của chính quyền quân sự. Trong video công bố ngày 1 tháng 9, ông Bongo kêu gọi người dân và cộng đồng quốc tế gây ồn ào để phản đối đảo chính. Trong ngày 1 tháng 9, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi ECCAS với Gabon là một thành viên đã yêu cầu chính quyền quân sự trả tự do cho ông Bongo và khôi phục trật tự hiến pháp ở Gabon. Đến ngày 4 tháng 9 vừa qua, tướng đảo chính Nguema đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Gabon, cam kết tổ chức bầu cử tự do minh bạch sau giai đoạn chuyển tiếp nhưng không nêu rõ thời gian. Gabon có diện tích gần 270.000 km2 nhưng dân số chỉ khoảng 2,3 triệu người. Quốc gia Trung Phi từng là thuộc địa của Pháp và được trao trả độc lập năm 1960. Nước này giáp vịnh Guinea về phía Tây và chia sẻ biên giới chung với Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo và Cameroon. Tướng Nguema từng có thời gian chỉ huy lực lượng vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ của Gabon, đơn vị phụ trách an ninh cho nguyên thủ đất nước. Ông Nguema là một trong những người có ảnh hưởng lớn ở Gabon, được cho là có quan hệ họ hàng với Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo. Chính quyền quân sự trả tự do cho ông Bongo sau khi Tổng thống Cộng hòa Trung Phi, ông Faustin Archange, đến thủ đô Libreville, Gabon, đàm phán với ông Nguema với tư cách là đặc phái viên của Khối Ủy ban Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi, ECCAS. Theo AFP, ông Bongo có thể tới Maroc, Ả Rập Xê Út hoặc Anh. Vâng, đến đây thì những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.